bà ơi, hãy cùng thánh giống chúng cháu khai thác những kho tàng vĩ đại nhất của Thượng Đế ban cho nhân loại. Đó là những phép lạ vĩ đại mà thánh giống chúng cháu đã trình bày trên dưới 4 năm nay, cũng như nhạc tĩnh tâm thiền định mà Thượng Đế ban cho nhân loại. Kính thưa đồng bào thân mến, một lần nữa, số điện thoại trên màn hình, địa chỉ trên màn hình, đồng bào hãy mau mau sốt sắng liên lạc cùng thánh giống, làm bất cứ điều gì có thể làm được để phụ giúp thánh giống, đồng hành cùng thánh giống để chúng ta cùng nhau làm việc. Chúng ta cần có ngân sách, chúng ta cần có ngân lực. Nhân lực, ngân sách, tài lực, trí lực, tâm lực, dũng lực, bi lực, hồn lực. Chúng ta cần có nhiều ban lắm. Ban tổ chức, ban tiếp tân, ban ngoại giao, ban trật tự, ban chỉ đường, trong nằm trong ban chỉ, trong ban trật tự rồi. Rồi ban liên lạc, rồi ban phải liên lạc với các nhà ngoại giao hay là các đài truyền hình quốc tế, ban thông tin, ban truyền hình truyền thông. Đồng bào ơi, chúng ta cần có một ban đại diện của dân tộc và đất nước Việt chúng ta. Ban đại diện Great Việt Kingdom, Đại Việt Vương đạo Đại Việt, công bình, bác ái, thiện lành, nhân bản. Vâng lĩnh Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà tổ tiên thánh thần Việt chúng ta làm việc góp phần cứu nguy nhân loại. Và kính thưa đồng bào, việc trước tiên là chúng ta cần thông báo những tin mừng vĩ đại này đến cho tất cả nhân loại được biết, để rồi nhờ đó mà tất cả nhân loại sẽ quý mến và kính nể chúng ta, để rồi chúng ta sẽ lấy lại quyền tự do, công bình, bác ái của dân tộc và đất nước chúng ta một cách nhẹ nhàng, chính đáng và đầy đủ. Bản lãnh tự do, công bình, bác ái, thiện lành, nhân bản. Vì sao khi nhân loại biết được những phép lạ vĩ đại này? Bởi vì chúng ta đem hồng ân cứu rỗi đến cho họ, thì đương nhiên họ sẽ quý mến và kính nể chúng ta, để rồi họ sẽ sốt sắng làm bằng đủ mọi cách để trao trả lãnh thổ, lãnh hải cũng như quyền tự do, công bình, bác ái của dân tộc chúng ta về với chúng ta. Bởi vì họ sẽ tiếp tục học hỏi từ chúng ta rất nhiều, bởi vì hồng ân của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng đã và đang ban cho dân tộc Việt Nam chúng ta biết trước. Đồng bào nên nhớ rằng chúng ta đang đóng một cái vai là đi đến một cái thực sự là một thiên đường của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho nhân loại và chúng sinh. Mà Thượng Đế Toàn Năng đưa cái bản đồ và những cái mật mã, những cái ẩn số giống như là một cái bản đồ làm sao để đi đến đó. Thánh giống chúng cháu dùng những cái ngôn ngữ thí dụ dễ hiểu là một cái bản đồ. Thì chúng ta là những người hướng dẫn viên, chúng ta có cái bản đồ trong tay chúng ta.